Alo, chào mọi người. Sau một cái thời gian cực kỳ vất vả với tất cả các loại thể loại xe thì cuối cùng tôi đã tìm ra được cái lý tưởng để có thể tiến gần tới hơn với lại MotoGP. Thì muốn tiến nhanh hơn tới MotoGP thì ngoài cái chuyện mà chúng ta phải đào tạo trình độ chúng ta thì chúng ta phải cho con cháu mình nó tiếp cận với lại những dòng xe mà tất cả các trường đua trên thế giới nó đang sử dụng để huấn luyện cái nhân tài, những cái nhân tài trẻ của nó. Vì sao? Vì chẳng hạn như các bạn có thể thấy là chiếc Su có thể chạy xe chia, Su có thể chạy U50, nhưng mà nó là những chiếc xe không phù hợp. Nó là những chiếc xe cho người lớn, người khoảng từ 1m6 tới 1m7 trở lên nó mới phù hợp. Còn với Su, Su có thể chạy được, chạy giỏi đó, nhưng mà nó không phù hợp. Vì sao? Vì là tư thế nó không đúng, mọi thứ nó không đúng. Nhưng mà cái hướng của mình là muốn cho Su có thể chạy được hết mọi thứ. Nhưng mà việc tập luyện thì nhất định là phải chạy trên chiếc xe đúng chuẩn. Đúng chuẩn là sao? Nghĩa là chiều cao vừa đủ, body vừa đủ, cân nặng vừa đủ, mọi thứ phải chuẩn. Thì các bạn sẽ hỏi là làm cách nào để có thể những chiếc xe đó. Ok, mình đã nghiên cứu rất là nhiều, tất cả các trường của thế giới thì nó có rất là nhiều hãng. Chẳng hạn như đa phần là các hãng của Ý, chẳng hạn như hãng Oval của Ý, hoặc là hãng Busi, hoặc là có cả CRC cũng sản xuất rất là nhiều hãng. Nhưng mà tụ chung lại tất cả xe đó thì đều có một khái niệm chung, đó là xe nhỏ, gọn và mạnh. Hôm nay mình đã có một cái khoảng thời gian đặt hàng rất là dài, cũng phải mất khoảng 3 tháng. Và số tiền chi trả cho nó thì nội cái tiền mà ship từ bên Ý về Mỹ, rồi Mỹ về Việt Nam thôi thì đã hết 50 triệu rồi. Nó chỉ là mấy tiền ship thôi đó, chỉ là tiền ship thôi, chúng ta không xài được gì trong đó. Chúng ta chỉ trả tiền ship, trả ship và thuế và phí đủ các loại. Mỹ nó còn chặt phí, chặt ship nữa, mà lấy gì qua Việt Nam mà không chặt. Việt Nam là chặt mạnh nhất rồi. Thì nói dông nói dài thì bây giờ chẳng qua nói thật, vì sao mọi người thấy là chiếc thùng chiếc xe ở đây mà lại có tới 2 cục động cơ ở đây. Thì hiện giờ xin nói thôi là luôn là đây là 2 cục động cơ xe cua. Một cục này á là dành cho Du, có nghĩa là khi mà Su không tập á thì sẽ tới được Du, vì Du chưa biết chạy côn tay nên mình đã sắm một cục máy. Cục này nó chỉ là cục máy của Trung Quốc thôi, Trung Sinh 125 phân khối, giá nó cũng rẻ, khoảng 7-8 triệu à. Nhưng mà cái quan trọng là cái khúc trên đây thì nó mới mất tiền nè, khúc trên đây cũng 7-8 triệu. Nói chung là chi phí cho cục máy này gồm cục máy với lại họng xăng Yoshimura, bình Yoshimura ID24 kèm với lại họng xăng Yoshi, họng lọc gió ra Yoshi kèm với là họng Boe. Thì nói chung là trị giá khúc này cũng đã khoảng 18 triệu. Rồi bắt đầu qua tới khúc này. Khúc này đây là cục máy IS190, cục này 2 van thôi, cục này cũng 2 van. Cục này 2 van thì đi kèm với nó là một cái bình xăng con Cahin, Cahin 28, đi kèm họng xăng Zin và lọc trụ Canem. Thì với cái combo này thì chi phí của nó cũng khoảng 20, mắc hơn con này một tí. Tại vì bên đây thì cái họng xăng này quá mắc, còn thằng này họng xăng thì nó rẻ hơn nhiều. Nên thằng này hết 20, thằng này hết 18 là cũng gần 40 rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất không phải là hai cục này, tại vì cục này tuy là nó 192 van, nhưng mà thực ra nó chỉ có công suất có 14 mã lực à. Không có nhiều đó, 14 mã lực là nó ngang ngang kiểu như mấy con Exeter khoảng 135 á, cả đó thôi à. Còn con này thì nó chỉ có khoảng 5-6 ngựa là vui rồi, dù chạy mà đâu cần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành, chúng ta mở ra. Mọi người sẽ quên thấy một cái đây, đây là cái bình ID28. Cục cái này là để mình dành riêng cho cục máy của con này. Con này nó sẽ xài một cái động cơ, đó chính là Daytona 190 5 số nha, phiên bản 5 số chứ không phải phiên bản 4 số. Phiên bản này nó khác phiên bản 4 số là cái nó có thêm bước số 5, thì nó sẽ là giúp cho chúng ta đua những cái đường đua dài hơn, chẳng hạn như đường đua 2-3 cây như là Đại Nam hay gì, nó sẽ có cái ga cuối mạnh hơn. Còn những cục 4 số thì đi ga đề nó sẽ mạnh, nhưng mà ga hậu nó sẽ rút không bằng mấy thằng 5 số. Thì đây là cái bình ID28 của Yoshi mà mình mua sẵn cho cục máy đó. Còn cái cục máy đó thì nó chưa về, xe thì về trước nhưng mà cục máy thì chưa về sao. Rồi hôm qua và một lát nữa Su sẽ được vào và tận mắt chứng kiến chiếc xe của mình. Thì trước đó thì chúng ta sẽ lại coi tổng quan thì cái thùng này nó sẽ kích thước như sao ha. Thì cái thùng này, cái kiện này nó kích thước, nó chiều cao chứ nó phải ở tầm 1m2, chiều dài nó phải tới khoảng 1m7 và bề ngang nó khoảng là 50cm. Thì với trọng lượng cái kiện hàng này là khoảng 90kg, có nghĩa là chưa có động cơ đó nha, là bao gồm cái khung gỗ các thứ thôi, chứ còn cái xác xe mà chưa có máy thì nó cũng chỉ khoảng ở mức khoảng 50kg.
50 kg. Các bạn có thể thấy trên cái thùng là nó đã có dán những cái băng keo của Fujimoto. Đây nó dán của Fujimoto, đây là những cái thùng đóng hàng của nó. Đấy. Ship trực tiếp từ Ý nhưng mà phải ship qua Mỹ, từ Mỹ mới ship về Việt Nam. Còn vấn đề mà vì sao phải ship qua bên Mỹ mới ship về Việt Nam thì cái đó chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Đây các bạn có thể thấy ở đây là cái tem của hải quan Mỹ. Đây, this international package has cleared US customs, có nghĩa là đã được hải quan Mỹ nó kiểm định rồi. Và nó bắt mình đóng thuế một khoản cũng khá là khá đó. Chưa gì hết mà bên Mỹ đã chặt thuế. Rồi vào tới lượt ở Việt Nam cũng chặt luôn. Rồi bây giờ chúng ta có thể thấy trên camera là Su đang tiến vô, thì bây giờ mình sẽ cho Su một cái bất ngờ để xem Su sẽ nói gì. Su ủ. Thôi. Sao vậy? Mua được bánh à? Thôi, bánh robot đâu vậy? Đồ chơi đâu vậy? Cái nào của con? Con uống nước suối hả? Nè, có cái này cho con nè. Biết. Biết mà, biết cái gì? Lại đây cho cha nè, mở cái thùng lên cho cha đi, không ai phụ cha nè. Quăng cái bịch vô đó đi. Ừ. Lại đây phụ cha. Phụ cha bê cái thùng lên. Nhẹ lắm. Nổi, nhẹ mà. Mới đi học về hả? Rồi lại phụ bên kia. Phụ bên kia, cầm bên kia, hai tay cầm vô. À, bà dở lên, dở cao lắm. Sao bỏ chạy? Nè Số. Thì thấy lại đây đi, cho cha cái nè. Đấy. Su là còn mắc cỡ lắm, nói chung là còn nít lắm. Đây là một cái số tiền mà tôi đã bỏ ra. Nói chung là khi mình mua mà tất cả chi phí mà cả xe, có nghĩa là có cục máy luôn á, nhưng mà mình phải tách rời cục máy, mình vận chuyển một đường khác, thì toàn bộ nguyên chiếc xe này với lại cục máy thì chi phí mua thôi đã ở mức 200 rồi, kể cả phụ tùng. Có nghĩa là mình mua kèm theo một số phụ tùng giống như là cặp vỏ chờ mưa, cặp vỏ chờ khô, thêm cả cặp mâm. Đây là cặp mâm nè. Mua thêm một cái gắp nhôm của nó nữa. Vì sao mọi người sẽ hỏi mua gì nhiều vậy? Tại vì mình phòng hờ cho việc là nó sẽ té, nó sẽ đụng các thứ gì đó, đua xe mà. Không thằng nào là không té hết. Chi phí nó bị đội lên bởi mình mua quá nhiều phụ tùng và thậm chí mình có một cái dàn áo sơ cua của nó nữa. Rồi Su ra đây, lên đây ngồi thử cho cha con. Con ngồi vừa phong không? Không có ngã nè, có kích nè. Dở. Ê, cho con ngồi lên nè. Cha chưa dám ngồi luôn á. Con lên ngồi cho cha đi. Để con ngồi cắm chân được không nha. Rồi. Trời ơi, xe sao nó gọn vậy Su? Đâu, con chụp hai này coi. Chụp hai này coi. Kiếm cái gì? Rồi, bây giờ là bắt đầu nè. Cho con khui cái này nè Su, cái này khui vui lắm. Cái này nó nổ nè, khui vui lắm nè. Cái này nó là cái ghi đông nè.